Ngày 17 tháng 10, tại hội nghị lần thứ 17, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nông khóa 11, nhiệm kỳ 2015-2020, bạn hữu Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nông đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn ghi ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Nông, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với bạn hữu Nguyễn Bá Ba, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Gia Nghĩa. Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp trao quyết định cho bạn hữu Nguyễn Văn Thi và bạn hữu Nguyễn Văn Hiểu. Trước đó, ngày 16 chi 10, tại hội nghị thứ 17, ban bờ ha nhờ đa ngờ bô ti nhờ Đồng Tháp, Coas, đông ngờ chi Lê Minh Quang, ủy viên trung ương đa ngờ, bí thư ti nhờ ủy Đồng Tháp đã trao cai tờ đi nhờ của A ban bí thư trung ương đa ngờ về chu nờ y bạn hữu gai nờ Văn Thi, ti nhờ ủy viên, chu nhi mờ ủy ban kim mờ tra ti nhờ ủy Đồng Tháp, chư cờ du ủy viên ban ngờ du ti nhờ ủy đông ngờ tha bờ, nhi mờ kia 2015-2020. Đồng thời, bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp trao cai tờ đi nhờ của A ban bí thư trung ương đa ngờ về chi đi nhờ đa y ta gai nờ Văn Huy U, gia mờ đô cờ công an ti nhờ Đồng Tháp tham gia ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ ti nhờ ủy đông ngờ tha bờ, nhi mờ kia 2015-2020. Cũng tại hội nghị, chỉ đạo tỉnh Đồng Tháp đã trao ca cờ cai tờ đi nhờ của A ban bí thư trung ương đa ngờ chi đi nhờ 5 bạn hữu tham gia ủy viên ban chấp hành đa ngờ bô ti nhờ Đồng Tháp, nhi mờ kia 2015-2020 mờ. Đồng chí Gai Nờ Dân U Tờ, Phò Chu Nhi Mờ Ui Ban Kim Mờ Tra Ti Nhờ Ui Đồng Tháp. Đồng chí Gai Nờ Lâm Tha Y Thu Nờ, Gia Mờ Đô Cờ Sơ Y Tê Ti Nhờ Đồng Tháp. Đồng chí Gai Nờ Dân Ho Ngờ, Di Nờ Ngờ Di Nờ Kim Mờ Sa Tờ Nhân Dân Ti Nhờ Đồng Tháp. Đồng chí Gai Nờ Thi Thanh Bi Nhờ, Chu Ti Chờ Hô Y Liên Hi Bờ Phu Nư Ti Nhờ Đồng Tháp. Đồng chí Phan Văn Thương, Bí thư Tha nhờ Uy Cao La nhờ, Đồng Tháp.